Thưa quý vị và các bạn, nhằm tổ chức cho các cháu thiếu nhi được đón một cái Tết Trung thu thực sự vui vẻ và ý nghĩa, huyện Tân Lạc đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho các cháu. Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2018, tại xã Mãn Đức, huyện Đoàn Tân Lạc đã tổ chức chương trình vui hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn huyện Tân Lạc. Tại đây, các em thiếu nhi tham dự chương trình đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia chương trình rèn luyện kỹ năng sống và tham gia các trò chơi, múa hát tập thể cùng các bạn. Thông qua hoạt động nhân văn này, ban tổ chức mong muốn tạo một sân chơi đầy ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu nhằm phát huy trí sáng tạo của các em nhỏ, giúp các em mạnh dạn thể hiện khả năng của mình. Nhân dịp này, ban thường vụ đoàn huyện đã tặng quà cho 5 em học sinh bị khuyết tật, giao nghị lực vượt khó trong cuộc sống và học tập. Buổi tối cùng ngày, thị trấn Mường Kiến đã tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu niên nhi đồng địa phương. Tại đêm hội, các anh chị phụ trách đã xây dựng các tiết mục văn nghệ công phu kể về sự tích chú Cuội, chị Hằng, đồng thời lồng ghép tổ chức các trò chơi vui nhộn, đón trăng, phá cỗ. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, không chỉ nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm và ý nghĩa. Qua đó, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời giáo dục cho trẻ em về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.